Chào các bạn sinh viên thân mến của cô. Ngày hôm nay rất vui gặp lại các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay là bài học số 14, sẽ là một nội dung trên e-learning và cũng tương tự những cái bài học trước trong cái phần e-learning này. Đây là nội dung các bạn sẽ tự tìm hiểu, tự học tập và cô sẽ có kiểm tra nội dung này trong cái buổi học tiếp theo. Bài học số 14 đó là một bài học nằm trong chương 5, tổ chức và quản lý lực lượng bán hàng. Nội dung bài học số 14 sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Số 1 đó là một số mô hình lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp. Thứ hai đó là những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhân viên kinh doanh hiệu quả. Và thứ ba đó là bài tập về nhà. Trong nội dung số 1 của bài học ngày hôm nay, các bạn hãy tìm hiểu cho cô về các cái mô hình lực lượng kinh doanh bán hàng trong doanh nghiệp hiện nay cụ thể sẽ như thế nào, và tùy theo các cái quy mô, các cái mô hình hoạt động của công ty mà các doanh nghiệp sẽ chia ra các cái mảng kinh doanh cụ thể như thế nào để đáp ứng với cái thực hiện theo cái giá trị cốt lõi mà công ty đặt ra. Nội dung số 2 trong cái bài học ngày hôm nay đó là các bạn hãy tìm hiểu cho cô các kỹ năng cần thiết để trở thành một cái nhân viên kinh doanh hiệu quả. Vậy thì trong những bài học trước là các bạn đã được học về các cái kỹ năng, những cái yêu cầu để trở thành một nhân viên bán hàng rồi. Vậy thì qua quá trình học vừa qua, các bạn đúc kết lại để trở thành một nhân viên bán hàng hiệu quả thì chúng ta cần phải có những kỹ năng như thế nào? Đó là những cái kỹ năng đặc trưng, những kỹ năng cần thiết ra sao để các bạn có thể hoàn thành cái công việc của mình ở một mức độ cao nhất của vai trò của một người bán hàng. Nội dung cuối cùng của bài học ngày hôm nay đó là các bạn hãy thực hiện cho cô bao gồm hai bài tập sau đây. Nội dung của bài tập số 1 đó là các bạn hãy trình bày kế hoạch của bạn trong vòng năm tới, cụ thể là những công việc như thế nào. Các bạn có thể liệt kê cho cô cả công việc học và công việc làm của mình. Định hướng của các bạn trong năm tới là những công việc như thế nào, thì các bạn hãy liệt kê cho cô một cái plan cụ thể, một cái kế hoạch cụ thể của các bạn. Nội dung bài tập số 2 đó là các bạn hãy thiết kế một cái chương trình và tính một cái giá tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm bằng máy bay cho nhóm 100 khách hàng và ở khách sạn tiêu chuẩn khách sạn 4 sao. Về cái nội dung của tính giá và khách sạn tiêu chuẩn 4 sao nào, các bạn sẽ tự do lựa chọn trong cái phần tính giá của mình. Vậy là đây là toàn bộ cái nội dung của bài học số 14, bao gồm hai nội dung của phần bài học và hai bài tập sẽ cần các bạn làm ở nhà. Cô xin kết thúc cái phần nội dung của bài học số 14 ở đây. Cô chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo. Bye bye, tạm biệt các bạn nha.